mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Con pháp danh là Diệu Minh, nay 38 tuổi, muốn hỏi thầy bệnh nay khoảng 3 năm, ung thư. Khoảng một tuần gần đây mẹ con hay nói nhảm, nói bậy. Mẹ con thấy gì không rõ mà hành động cũng không bình thường, cứ mong thầy chỉ dẫn. Này chắc phải đưa lên gặp tôi ngày thứ bảy để tôi coi coi cái kiểu này là kiểu gì. Nhiều khi họ nói vậy á là lý do gì phải không? Không phải ma nhập đâu rồi, nhiều người cứ hở hở ma nhập, tôi kỵ cái vụ đó lắm. Ai cũng bị ma nhập, mấy cái ông thầy bóc bóc tầm bậy ngoài đường cứ thấy người ta nói ma nhập thôi. Tôi nói mày giỏi, mày nói ma nhập thì mày cũng giỏi, mày trị đi, mày đưa nó cho khác làm chi vậy? Nó có những cái như sáng mình nói đó, tức là cái dịch ngoại bào của mình bị axit nó xâm nhập thì là cái gì, nó sẽ phá vỡ cái tế bào liên kết hệ thống thần kinh, cho nên nó nhận những tín hiệu sai lệch. Thì vậy là có khả năng là cơ thể nhiễm axit nhiều hơn. Thì chúng ta giải quyết cái vụ đó trước cái đã, thì bằng cách là đừng có sử dụng những cái thức ăn nhiều axit, ví dụ như đường. Người nữ thì không có rượu bia rồi, đường, chất béo và protein nhiều. Và ăn cơm thì nên ăn cơm lứt thay cơm trắng, để chúng ta điều chỉnh thử coi nó sao. Và cái quan trọng là nhai nhiều, nhai nhiều để bắt đầu tẩy rửa hết cái lượng axit trong cơ thể của mình. Thì cái tín hiệu phát sóng của não bộ nó sẽ từ từ nó chỉnh lại. Cái này gọi là ra đài lộn rồi, trật đài chứ không phải là, không phải ma nhập. Ha ha ha, 问什么的说呵。